xin chào mọi người ạ. Mùng 2 tháng 11 tại điện máy xe máy Huy Bổ ạ. Mọi người có nhìn thấy gì không? Tối quá. Cửa hàng em xuất xưởng cùng một lúc 3 xe nhá mọi người ơi. Hỗ trợ mua trả góp xuyên lục địa luôn, trả góp trả trước 0 đồng. Không có tiền cũng mua được xe ạ. Chú mua Honda. Đây. Xuất xưởng sắp đôi một lúc nha mọi người ơi. Hai bố con mua cùng một lúc hai xe Way Alpha Honda màu đen luôn ạ. Đây ạ. Xe cực chất cực đẹp luôn, tại điện máy xe máy Huy Bộ luôn. Hỗ trợ mua trả góp trả trước 0 đồng ạ. Không có tiền cũng mua được xe ạ. Way Alpha giá siêu hạt rẻ chỉ từ 18 triệu hơn một xe mọi người nhé. Tặng ngay 500.000 tiền mặt khi mua xe tại cửa hàng ạ. Hai xe một lúc. Sấp đôi. Hai xe Way Alpha màu đen tại điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Mọi người mua xe này chỉ cần mang theo căn cước là mua được xe rồi ạ, hoặc là có chứng minh thư thôi ạ. Bây giờ không cần bằng lái xe đâu ạ, cũng không cần sổ hộ khẩu đâu ạ. Mua xe rất là dễ luôn. Trong một nốt nhạc là mua được tại điện máy xe máy Huy Bộ luôn ạ. Mất điện à? Xe này sơn sẵn rồi chú ạ. Chưa xem bao nhiêu tiền thì lưu thu đốt hộ chú đi. Tiền dán tháng có thu rồi. Chưa. Chú bảo là tiền đấy chú đã là tiền giá mới công tắc. Bây giờ còn tiền dán xe thôi. Tiền giá mới thì có các thua rồi. Thế chưa thì ra bảo đi, nó bảo chú già rồi. Thế nào một đấy đó. Đấy mình chỉ có tiền biển thôi mà, em có mời giá về ấy đâu. Thế để bảo lưu ấy chứ, lưu này mà chú bảo già đâu mà giá. Em cũng